Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 18 tháng 11, sản phụ Lê Thị Ngọc Tuyền 24 tuổi, ngụ xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, đến bệnh viện sản nhi Cà Mau để thăm khám. Lúc này, các bác sĩ chuẩn đoán chị Tuyền mang tam thai được 37 tuần tuổi có dấu hiệu sinh. Do bé thứ nhất mang nôi ngược và hai bé còn lại nằm ngang nên các bác sĩ quyết định mổ để đảm bảo an toàn cho mẹ và ba bé. Sau đó, sản phụ Tuyền được đưa vào phòng tiến hành mổ. Vợ chồng anh phen chăm sóc các con. Đến 16 giờ 10 phút cùng ngày, ba bé trai có cân nặng 25, 23 và 2. 1 kg kháo khỉnh lần lượt chào đời trong niềm vui của gia đình. Sau 2 ngày được chăm sóc tận tình của các sĩ, sức khỏe của mẹ và các bé phát triển tốt, dự kiến trong 6 ngày nữa sẽ xuất viện. Chồng sản phụ Tuyền là anh Nguyễn No Phen cho hay khi các con cất tiếng khóc chào đời niềm vui trong anh không thể tả. Dù sinh ba, hai vợ chồng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn và vất vả nhưng tôi và vợ sẽ cố gắng để chăm sóc và tạo điều kiện tốt nhất cho các con, anh Phen cười nói.